Thì như video trước mình đã có nói là mình có mua một cái màn hình Tablo 09 và mình đã có quay lên YouTube cho anh em xem. Thì hôm nay là mình đã lắp đặt xong và trải nghiệm cái con Tablo này khoảng khoảng chục lần, trải nghiệm khoảng 10 lần đi. Thì mình có một số ý kiến chia sẻ với anh em. Nếu anh em có dự định mà muốn lắp cái con Tablo C9 này, những điều lưu ý cho anh em muốn lắp con Tablo C9 này thì anh em có thể tham khảo qua video của mình nha. Video mình làm tự lắp, không phải là mình chuyên lắp nha anh em. Mình cũng có chút điện tử, mình cũng chút am hiểu một chút ít về điện tử nên mình tự lắp, mua về tự lắp anh em. Thì mình cái giá tự lắp thì nó rẻ bằng nửa tiền công người ta triệu mấy nữa, thì mình tự lắp luôn, mình mua về tự lắp luôn. Thì đây là xe, tự lắp xe của mình luôn. Thì đây mình có đấu dây tẩu thuốc anh em. Cái con camera nó có một cái tẩu thuốc thì mình nhét vô đây, mình sẽ luồn dây đi qua khu này lên lòn vào cái chỗ số hộp số đi lên đây anh em. Gioăng đây, mở cái gioăng cửa này ra, mình nhét vào trong cái gioăng này, mình đi lên đây, mình đi lên đây, đi qua đây. Cái dây này nó hơi xấu tí nhưng thôi cũng phải chấp nhận thôi, đây là đồ chế mà rẻ phải chịu thôi. Rồi. Trước tiên mình phải lắp cái thẻ nhớ này ở dưới, đằng sau này có cái lắp thẻ nhớ và cái camera này. Cái camera này định dạng full HD nha anh em. Thì nó có một dây camera sau ca lùi và một cái đường anten GPS. GPS mình đặt đây luôn, mình dán vào đây luôn. Thì cái đường camera sau mình sẽ đi, mình mở cái gioăng cửa này ra, mình mở cái gioăng cửa này ra, mình sẽ đi như thế này, đi vào đây, mở cái chỗ này ra, chỗ này chưa sát này, trước lắp chưa sát, cỡ mình nhỏ đây, đó, lắp vòng qua đây, đó, mình vòng qua đây, đây, định vị vào đây. Thì cái dây này mình sẽ phải luồn vào đây. Mình mở cái Tablo này ra, mình cứ kéo thẳng nha anh em. Mình luồn Tablo ra, mình luồn lên đây, mình luồn vào đây, mình luồn vào đây anh em. Rồi đây, đi qua đây đường này, lấy cái dây, một cái dây kẽm chọc từ dưới này lên, mở cái này lên ra, mở nguyên cái bảng này ra luôn. Trong này anh em khoan một cái lỗ để bắt cái camera đằng sau, và đồng thời nó có một cái dây điện đỏ anh em sẽ phải nối. Nếu mà xe đời mới của anh có đèn ở trên cái cốp sau này, anh em sẽ tìm một cái dây trắng, dây bóng đèn trắng cho mình. Cái dây đỏ camera đấy ấy, anh em cho vào dây bóng đèn trắng để mục đích để nó khi cảm biến lùi nó, cái bóng đèn nó có điện nó sẽ kích hoạt camera lùi anh em, thì mới có tự động bật camera sau nha anh em. Anh em lại phải đấu dây một cái sợi dây ngược lại, nếu cái cửa sau này anh em có cái đèn trên này thì anh em tìm dây đỏ của cái bóng đèn lùi đó, lắp vào cái dây đỏ vào của cái camera, còn không anh em phải đi ngược lên đây, lòn xuống đây, lòn lại cái dây đỏ lên đây, như cái xe của mình, xe đời cũ thì mình sẽ phải mở cái này ra. Bữa trước mình có mở cái này ra luôn đây, mở con ốc đây
thì anh em mở cái này ra, mở cái đèn này ra, anh em lắp cái dây đỏ vào cái dây đỏ của bóng đèn lùi này này, thì cái camera nó mới có tác dụng. Chia vạch báo lùi nha anh em. Đây, cái vạch báo lùi là cái vạch này. Vạch báo lùi này. Khi anh em khởi động khi anh em khởi động máy thì cái video này nó sẽ tự quay. Nó tự quay nha anh em. Nó tự động quay camera trước và camera sau. Thì khi mình có nói là cái dây đỏ đó, cái camera đó, nó có cái sợi dây đỏ để anh em lắp vào cái bóng đèn lùi á, nó có tác dụng gì? Tác dụng khi anh em trả về số lùi đây. Ví dụ mình cật về số lùi này. Nó tự động nha, không cần bấm nút gì hết. Đây, mình vào lại chế độ bình thường này, mình đang lái xe này. Khi anh em vào chế độ lùi này, ví dụ anh em vào chế độ lùi này, đó, con camera này, sau nó tự động nha anh em. Tại vì đây là đồ rời mà, nên là anh em nó tự động. Cái chia vạch này, nó có cái chia vạch này, camera sẽ lên xuống này anh em. Nó chia vạch đỏ đỏ sang này. Đấy anh em, khi anh em trả tiến tới thì camera cũng tự động nha, tự động ngắt. Đó là cái dây đỏ nó có tác dụng như vậy. Sau khi mò mẫm thì mình cũng đã như vậy. Mò người thì lúc trước mình lắp nó không có tự động đó anh em, thì cái dây đỏ đó, nó mình không biết là cái dây đỏ nó làm gì. Thì mình có xem hướng dẫn thì dây đỏ đó để anh em vào chế độ lùi xe, vào số lùi thì nó sẽ kích hoạt chế độ của camera lùi lên nha anh em, tự động. Còn nếu anh em không có dây đỏ đó, anh em không gắn vào nó không có kích hoạt được đâu, mình phải bấm trên đây, bấm vào camera này mình xem ra được sau nha anh em. Thì đó là cái công dụng của cái dây đỏ. Khi em mua về thấy cái dây đỏ trên cái camera thì chú ý nha, tránh cái trường hợp mình mắc phải mà cứ loay hoay không biết làm thế nào. Thì tác dụng thì đánh giá cái Tablo 09 này á, để anh em có muốn mua về tự lắp á, mình nói những người mua về tự lắp nha, chứ còn mình không nói những anh em thợ nha. Chắc chắn mình đăng cái video này lên có một số anh em thợ thấy cái chén cơm của mình nó bị lung lay thì anh em sẽ vô đây bình luận. Mình biết chắc chắn một điều, anh em sẽ vô đây bình luận là nắp như cái gì, cờ gì đấy, thì anh em có thấy cái bình luận đấy anh em đừng quan tâm nha. Vì đây mình tự lắp mà, mình chưa biết gì về cái xe hết á. Nói chung là mình chưa biết gì về xe hết á, mình có biết chút về điện tử thôi. Anh em mình chia sẻ cho những anh em có cái tài chính hạn hẹp như mình để lắp thôi. Vì các bác thợ giờ này các bác kém ghê quá. Nói thật, cái camera này như này á, mình đi hỏi 4 chỗ rồi, chỗ nào rẻ nhất mấy cụ phết cũng phải 4,5 triệu. Có một cụ trong hàng xóm cụ lắp 6,5 triệu thì nó cũng như thế này thôi anh em, nó cũng như thế này thôi. Đừng nói có một số loại cái camera nó cũng có bản quyền, camera và cái đầu Android này nó cũng có một số bản quyền và nó được giấy phép bán, công ty ở Việt Nam thì nó cũng có đắt hơn một chút xíu, nhưng nó không đắt như các ông ấy phết đâu. Đắt quá, công lắp đặt đắt quá. Công lắp đặt cũng đắt quá, bắt buộc mình phải mua về mình tự xử thôi. Tại vì mình biết mà, trong cái ngành nghề của mình tự biết. Ngành nghề điện tử mình cũng am hiểu một chút xíu, mình tự biết thì mình thấy cái công lắp đặt của có mấy ông cao quá thì mình tự chơi, mình mua về mình chơi.
thì anh em xin thông cảm. Anh em xin thì đó cũng khó nói, cái vấn đề kinh doanh của chén cơm bát gạo thì ai cũng phải phải kiếm thôi, nhưng mà ít ít thôi. Chém đẹp quá, chém ghê quá, khiến không biết thì còn cố tình bỏ tiền ra quốc, chứ còn biết rồi thì cái số tiền đó nó không đáng bỏ ra. Thì đây thì nó cũng cài cho mình một cái táp lô này, nó cũng cài sẵn cho mình một số cái ứng dụng cần thiết. Trước tiên là mình mua cái táp lô này về để mình che đằng sau, nhìn đằng sau cho nó dễ này, nó tránh được điểm mù này, thứ nhất. Thứ hai là mình muốn cái bản đồ này này để mình đi đâu cho nó tiện này. Thứ hai, tác dụng chính thứ hai là để cái bản đồ này đi đâu cho tiện. Thứ ba là nghe nhạc chơi. Nghe nhạc thì anh em cũng lên YouTube, nếu anh em có mạng có sim gắn vào trong này thì nó cũng như một cái điện thoại thôi, chức năng cũng như một cái điện thoại thôi. Nghe nhạc, xem phim YouTube này kia, tải các thứ này nọ tùm lum. Thì cái nó cũng cài một cái navi, cái bản đồ navi theo cũng bản đồ cũng báo tốc độ này, tốc độ và cảnh báo tốc độ này. Cái chức năng này nữa cũng bao nhiêu, cái chức năng này cũng cái camera này, cái bản đồ này nó là một cái ứng dụng mà không thể thiếu trong một cái màn hình Android hiện nay này. Thì từ nãy giờ mình vô mình bán đồ 3 lần, nó nói chuyện nó hơi lùng củng, mình không có nhớ nên cái video này mình quay 3 đoạn rồi nha anh em, nó hơi lùng củng, anh em xin thông cảm nha. Thì đó, nó có GPS định vị. Nếu anh em muốn nghe nhạc giải trí thì anh em lắp một cái sim, hoặc là thu wifi từ cái thiết bị thông minh, điện thoại hoặc là cái cục phát wifi đó, anh em thu vào đây cài đặt giống y như một cái ấy thôi, như một cái điện thoại thôi, cài đặt này, wifi kháng đó, đây, tự động. Thì cái camera này nó có sau trải nghiệm được mấy ngày thì mình có cảm nhận với camera này này, nó có chế độ báo lệch làn, chế độ báo lệch làn, có chế độ báo giọng bằng giọng nói luôn nha các bạn, lệch làn, có chế độ canh chỉnh lệch làn, khoảng cách khi anh em tới một cái xe nào có nó khoảng cách bao nhiêu với xe khác nó cũng báo luôn nha anh em, nó báo là từ đây từ xe mình và cái xe của đằng trước là bao nhiêu nha anh em, nó cũng báo luôn, nó cũng báo bằng giọng nói luôn. Nó có cái cam trước cam sau đây, cam trước nó cũng có cái vạch chia lấn đường này, lấn đường này. Khi anh em cái vạch này anh em đặt camera đằng trước lệch xe, anh em cũng thể canh chỉnh được nha. Anh em vào đây canh chỉnh nè, vào đây canh chỉnh này, đó, chỉnh này, lệch xe này, đó, lệch này, lệch camera qua lại anh em chỉnh nè, thông báo này, cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch tuyến này, nhắc nhở di chuyển này. Khi anh di chuyển thì xe nó cũng bắt nó nói là bắt đầu di chuyển. Khi anh em bật chế độ số lùi xe nó cũng báo, và nó đồng thời bật camera nó cũng báo là chuẩn bị bật đá bật số lùi, và mình nó bật camera có thước canh như vừa lúc đây. Rồi nó cũng báo thước canh. Đó, ok. Rồi. Cam trước thì
cam trước nó có độ dài phân giải Full HD và cam sau là 720. Khi anh em bật xe lên nó tự động quay anh em, tự động quay đây, camera đây tự động quay. Còn gì nữa không nhỉ? Là bàn định vị này, đang đi hướng nào này, tăng giảm âm lượng này. À còn nghe nhạc, nếu anh em muốn nghe nhạc bằng wifi, cái này mà anh em có một cái đời cũ CD này thì sao? Thì anh em phải cài, trước tiên anh em phải cài cái nhạc vào đây, hoặc là anh em kết nối wifi như điện thoại á, thì anh em kết nối điện thoại, thì nếu anh em muốn phát ra loa xe thì anh em bật cái FM này lên, anh em chỉnh tần số, tần số so với tần số phát của cái anh em muốn phát từ cái táp lô này sang cái đầu này, anh em sẽ phát, bấm vào chữ phát ấy mở, thì anh em sẽ cài tần số của xe hơn. À, cái đầu CD của xe là cái tần số của cái táp lô này nha, thì nó sẽ bắt anh em đây đó này. Đó, mình sợ bản quyền, mình sợ bản quyền mình không dám bật. Nó bật mở thì nó sẽ âm thanh ở loa nó sẽ ra nha anh em. Đó thì anh em có hỏi, nếu mà muốn có kết nối qua dàn âm thanh của mình thì anh em kết nối như vậy, phát vào đây cái chế độ này đó, các chế độ kết nối Bluetooth với điện thoại này, kết nối đài FM qua đầu xe này, nghe nhạc chơi rồi. Ok rồi, xin chào anh em có thắc mắc gì xin để comment bên dưới, mình sẽ trả lời, mình hứa với anh em mình sẽ trả lời bằng cái kinh nghiệm hiểu biết của mình. Rồi cảm ơn anh em, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em an toàn khi lái xe, chào anh em nha.